Thì không thích cái gì á, người đàn ông cái chị. Ổng đừng có râu. Tại sao không thích có râu? Râu thì nào? Bên đây lá ngò, cạo lá ngò. Cảm ơn anh nhiều. Phật Lộc, đặc biệt là gặp duyên đầu năm. Dạ. Anh tên là gì? Em tên là Giang. Giang nghĩa là sông. Dạ đúng. Sông lớn hay sông nhỏ? Bố em đặt em là Bằng Giang. Là một sông, sông bằng á. Bằng phẳng hả? Dạ, bằng phẳng. Bao nhiêu tuổi ra anh? Em tuổi ông thằng tài nhỏ. 39. Dạ. Thằng tài lớn 79. Dạ. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. À, chào bạn. À, bạn tên là gì? Bạn tự giới thiệu về mình. Chào Cát Tường và xin phép được chào anh Quyền Linh. Dạ, chào bạn. Và tất cả mọi người, mình tên là Phan Thị Ngọc Bích. Năm nay mình 39 tuổi. Vậy là bữa nay mình Tết mình may mắn quá, mình gặp ông thần tài, ba thần tài luôn. Trời ơi, mà các bạn ơi, mọi người có thấy 39 tuổi mà quá trẻ không? Hồi nãy là mình kêu bằng bạn, mình kêu bằng em luôn rồi đó. Bây giờ đổi lại kêu bằng chị. Chị da chị trắng mịn nha, cười thì rất là duyên, mặt có đầm rực rỡ luôn. Trời ơi, khen chung đó, bên đây tôi khen nè. Coi trời ơi, nhìn anh đẹp trai quá rồi. Trời ơi, Tết nhìn nụ cười anh rạng rỡ như là thần tài luôn. Hồi nay tóc đẹp nha. Nhưng mà Tường nhìn chị quen lắm, hình như là chị có tham gia chương trình gì cũng đúng không? À, đúng rồi. Đúng lý ra là mình không có tự tin để đến với chương trình. Vì mình nghĩ là mình cũng bình thường thôi. Nhờ mình đến với cái chương trình là Tự Tin Để Đẹp. À, cho nên mình mới biết là mình có nét đẹp. Mình để chị tự tin đến đây. Bây giờ là tự tin rồi đúng không? Bây giờ ngoài cái công việc thì chị thường làm gì nữa những lúc mình rảnh rỗi? Nói chung là thích xem bóng đá. Nữ mình thích xem bóng đá. Trời ơi, cái này hay anh Linh. Hồi xưa giờ chị coi bóng đá là chị đi coi với ai? Rủ không ai đi hết trơn á. Sao vậy? Có nhiều khi lén đi mình không cho ai biết á. Bên đó nha, sở thích nha là đi coi đá bóng nè. Mình đây thích làm bánh nha. Đúng không anh? Cũng có thể là chút. Nếu như có yêu cầu. Anh biết làm bánh gì? Bánh bông lan. Bánh bông lan. Rồi sở thích vậy gì nữa? Cũng giống như bạn bên đó, là thể thao. Thể thao luôn. Dạ, và ngoài ra là ca hát. Thế loại nhạc gì? Em rất là thích nhạc trữ tình. Hát một bài nào đó nó ngọt ngào năm mới thế coi sao nè. Xin tặng anh Quyền Linh và Cát Tường cho mọi người một bài hát đứng lên ở quê miền Trung của mình. Bài hát được mang tên là Tình Em Xứ Quảng. Đứng lên biểu diễn là hoàng, đúng rồi. Tết mình đứng lên biểu đi qua đi lại như nghệ sĩ luôn ha. Và bây giờ bắt đầu. Anh về nơi xứ Quảng thăm người em phố hội. Sông Thu bồn con nước lững lờ trôi. Làng mối hồng suối tóc xóa ngang vai. Bờ mi cong nhấp nhô thuyền cửa đại. Sóng giác dào vang vọng tiếng thông reo. Hay quá. Cảm ơn anh Linh nhiều. Hay quá, ngồi anh, hay quá. Chị ơi, hôm nay chị đến với chương trình, chị đi với ai vậy? Đi với chị ruột. Chị ruột của chị ngồi ở đâu? Dạ, chị ruột ngồi. À, chị ngồi dưới đó hả? Hèn chi hồi nãy á, mà anh bên đó hát, tự nhiên em thấy nó trời ơi, bên đây cũng hát hay lắm nè. Vậy thì em muốn nghe chị hát trước để mình đối đáp rồi với bên kia. Hôm nay thì mình cũng xin phép trình bày nhạc phẩm Vọng Cổ Ghê Xa. Xem phim giết anh diễn rồi, anh thường hay mong mơ nơi xứ anh đào nè. Cô nào mà xinh bằng em, anh cứ mơ hoài à. Làm sao đây, anh ơi? Em một kimono mang như ghế xa, hay em một khăn lông trùm như ninja. Anh ơi mơ đâu xa người yêu anh ta. Có em rồi mà còn mơ ước em rồi mà đòi ước thêm. Người yêu anh có được em là anh có phước. Sao anh thẫn thờ, giờ nơi đây đang đứng kế anh nè. Wow! Bạn ơi! Trời ơi sao chị ơi, chị tin quá vậy chị. Trời, hồi đó giờ em chưa gặp chị em cứ tự tin, em tưởng là em là tin số 1 rồi. Bây giờ là nếu mà chị tin như vậy trời, chưa có gì tâm sự gì mà qua trời ơi, tin ghét quá trời. Tin đâu. Y như bánh bông lan anh ơi. Mẹ thích làm bánh bông lan đúng không? Để tóc đẹp lắm ha, mặc đồ đỏ như Linh nè. Dạ chị dễ thương quá. Thấy hát xong qua phải nhìn liền luôn. Để hỏi chị của chị chút xíu coi. Dạ em chào chị. Dạ chị thấy em gái mình dễ thương không, hồn nhiên không chị? Nó lúc nào cũng vui vẻ hồn nhiên vậy hết á. Bây giờ mà 39 tuổi rồi mà chưa có gia đình nữa là chị có nôn nóng không? Hồi đó thì sợ có gia đình sớm quá. Dạ. Rồi xong cái qua cái tuổi đó cái bắt đầu giờ thấy nó tới rồi mà không có ai hết trơn. Giống như nó lỡ một lỡ nghiệp rồi hả chị ha? Đâu có lỡ đâu, giờ 39 tuổi chưa có lỡ đâu chị. Chị ơi, chị thấy anh bên đó được không chị?
Ngon ngon. Được, được hả? Được hả? Anh có bà con gì đi theo không? Có hai người bạn thân của em. Đâu bạn đâu đâu. Rồi chào anh. Anh tên gì? Tôi tên Sang, bạn học của bạn Giang. Lấy vợ sướng không anh? Sướng chút. Mà cực nhiều. Cực gì nhiều? Cực gì mà nhiều anh? Nhiều cái cực lắm. Mà giờ không kể kể nó không dám lấy. Trời ơi. Nay anh thấy chị gái của em bên đây dễ thương không anh? Đánh giá thì rất là dễ thương. Thấy hợp với bạn Giang của anh không? Để bạn Giang chút, bạn Giang trao đổi. Rồi, cảm ơn anh. Trước khi mà Tường qua bên kia, Tường nhìn mặt ảnh cho chị đó ha. Bây giờ chị thích cái người đàn ông chị là người như thế nào? Chân thật, giản dị, hơi hiền một chút, hơi dữ một chút. Gì vậy? Có nghĩa là hơi men một chút. Nhưng mà em thấy là chị coi đá bóng nó cũng men lắm rồi đó. Mà nó nghe nè, nhưng mà bằng tuổi chị chịu không? Không sao, miễn là hợp nhau là được rồi. Không sao. Hai chị hợp lắm á hai. Phải không? Vậy để tôi coi mặt cái coi. Qua coi đi, qua coi rồi kéo mẹ luôn. Không, tôi lên. Mà chị không thích. Nóng lắm rồi, ăn bánh bông lan đi. Chị không thích cái gì á, người đàn ông của chị. Ổng đừng có rầu. Tại sao không thích có rầu? Rầu thì cũng rầu. Bên đây lá ngò, cạo lá ngò. Đây lá lứt luôn. Trời ơi, đời này sướng nè, cặp này sướng nè. Anh có muốn cái người mẫu lý tưởng là sao không? Cao, thấp, mập, lùn gì không? Em chỉ có cao 1m64. Cao quá thì chắc họ không chịu. Dạ. Cho nên là ở trong cái khoảng chấp nhận được, tức là khoảng chừng 1m56, 1m57 đến trở lên là được rồi, ngang tới mình là được. Nhưng mà đàn ông 39 tuổi là cũng lấy vợ được rồi đó anh. Dạ, cái đó còn phải tùy ở bên gia đình của bên. Bây giờ nếu như bên đây người ta chịu luôn là chừng nào anh cưới được? Khoảng chừng từ 3 đến 6 tháng. Từ 3 đến 6 tháng hiểu được là làm luôn đám cưới luôn. Được, được, được. Gặp nhau ta cưới đi. Trời ơi, ông Linh nó còn nôn nóng rồi, cái người chơi nữa. Thôi kéo mặt lên, kéo mặt lên đi. Thấy có duyên à, là mình làm luôn nha, đám cưới luôn ha. Dạ em. Gia đình anh Giang đông người không? Nhà mình thì chỉ còn có mẹ, hai chị gái và một anh trai. Mình là Út. Hiện tại là mẹ với lại chị thứ ba đang sống ở Nha Trang. Mình với chị hai sống ở quận Tân Bình. Một anh thì lập gia đình ở Phan Thiết. Cho nên hỏi có phải vì cái công việc Bích vẫn chưa lập gia đình? Hầu như là quên. Quên. Quên hẳn nó đi. Thành ra bây giờ mới bừng tỉnh, mới xách nước dài chạy nè. Thì riêng Bích thì Bích nhận thấy anh Giang nhìn bề ngoài đẹp trai, được. Ok. Anh thì sao? Có một chút gì đó nó rộn ràng ha. sao động. Bích có sao động không? Tim đập dữ lắm. Tim đập lắm. Nhìn thẳng vô mắt nhau 5 giây coi có xét gì không. Rồi hết thời gian. Để mà đồng ý, hẹn hò ta sẽ bấm nút. 1 2 3. Khoan, đứng sát đây ha, chị đứng sát cây mai đi. Sát cây mai nè. Đó, mình bấm nút rồi ha, chúc mừng anh chị ha. Bây giờ mình tạo hình trái tim. Đó, cong cái tay lên. Cong lên, cong lên. Đó, chụp hình. Chụp hình. Đẹp quá. Ngon lành luôn. Tết nay mình có niềm vui mới rồi ha. Cảm xúc của chị như thế nào? Tim đập rộn ràng. Tim đập rộn ràng ha. Anh chị có thể nắm tay nhau một cái để mình trao nhau cái cảm xúc đầu tiên đi. Anh thấy sao anh? Hình như có một chút xíu điện. Phải không anh? Hiểu được em. Hiểu cũng em. Dám chơi, dám làm, dám thử tất cả mọi thứ giống như em. Và một người đàn ông thì đương nhiên là em cần có một sự lãng mạn, ngọt ngào và cưng chiều phụ nữ một chút xíu. Hình dáng cao thấp. À, hình dáng cao thấp thì đối với em không quan trọng lắm, bởi vì em có thể chỉnh sửa được những thứ ấy. Cao thấp sao mà chỉnh sửa? Năm nay em 34 tuổi. 34 dạ. Tuổi. Hiện tại thì em sinh ra và lớn lên ở Đồng Nai. Em đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em đang kinh doanh spa ở bên quận Tân Bình. Kinh doanh spa ha. Dạ vâng. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh. Chào, chào chị Cát Tường. Chào quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Bá Ngọc. Năm nay em 35 tuổi ạ. Em quê ở Quảng Bình. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc ở Long An. Em kinh doanh bất động sản. Ở Long An là ở đoạn nào em? Về thành phố Hồ Chí Minh mất bao lâu? Dạ, em đi lên đây thì hết khoảng 45 phút ạ. Em ở huyện nào, ở đâu? Em ở gần Hóc Môn đấy ạ. Em ở ngã ba Mỹ Hạnh. À, ở Đức Hòa, Đức Hòa đúng không? Vậy thì đi qua Tân Bình cũng gần. Dạ, gần. Không có xa đâu. 45 bên. Phút đi ông Đa. Rồi, điểm mạnh, điểm yếu của em? Em nghĩ điểm mạnh của em là cái gì em cũng dám làm, dám chơi và dám thử. Còn điểm yếu của em thì em hơi nóng tính nè, rồi rất là kén ăn và mau quên nhiều thứ. Mau quên nữa. Dạ. Rồi, mời bạn trai điểm mạnh, điểm yếu.
Dạ, em ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình, hăng hái trong công việc. Em biết làm việc nhà. Tính em thì yêu thương tất cả mọi người, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn. Còn nhược điểm của em thì hay ngủ nướng. Rồi em hơi kỹ tính. Ví dụ như tắm rửa thì em tắm hơi lâu. Em tắm khoảng 30 phút mới xong lận. Bận lắm hay sao mà tắm lâu vậy anh? Anh cũng biết nữa. Nhiều khi vô trong ngồi thư giãn luôn đó em. Mà tắm lần 30 phút mà bao lâu mới tắm lần? Ê, dạ ngày tắm 2 lần đó chị. Trời, đó là ngày mất tiếng hồ tắm hả? Dạ đúng rồi, mất hết 1 tiếng cho việc làm vệ sinh cá nhân nữa. Rồi tình trường hai bạn thì sao? Em thì trải qua 2 mối tình rồi. Mối tình đầu tiên là thời sinh viên. Mối tình thứ hai thì chia tay cách đây khoảng 5 rưỡi rồi anh. 5 rưỡi. Quen nhau được bao lâu mà chia tay? Dạ quen được 6 tháng chị. Trời, sao quen ngắn vậy? Dạ nhiêu đó là em nghĩ là cũng đủ thời gian để tìm hiểu rồi. Để quyết định là mình nên tiếp tục hay nên dừng lại. Và em chọn phương pháp dừng lại. Vậy thì cũng chưa có sâu sắc gì lắm ha. Dạ. Rồi bạn nữ. Từ trước giờ thì em chưa trải qua mối tình nào hết. Cái gì? 34 tuổi chưa có mối tình nào hết? Dạ vâng. Tại sao? Có thể là tính cách của em nó hơi khác thường một chút xíu. Ví dụ như trong công việc thì em lúc nào cũng nghiêm túc, giống như một bà cụ vậy đó. Khó ưa, khó tính, khó chiều, chỉ có dễ ghét thôi. Còn khi mà em đi ra đường, em đi chơi với bạn bè thì giống như là một đứa con nít vậy đó, rất là tăng động. Ví dụ như là leo, trèo hoặc là làm tất cả mọi thứ mà mình thích. Chào em gái. Chào. Anh muốn qua nhìn em liền bởi vì em rất là ấn tượng cá tính đối với anh. Nhưng mà bây giờ trong đầu em á, hình dung một cái nửa yêu thương của mình là một người như thế nào? Em chỉ cần một người là hiểu được em. Hiểu cũng em. Dám chơi, dám làm, dám thử tất cả mọi thứ giống như em. Và một người đàn ông thì đương nhiên là em cần có một sự lãng mạn, ngọt ngào và cưng chiều phụ nữ một chút xíu. Hình dáng cao thấp? Hình dáng cao thấp thì đối với em không quan trọng lắm, bởi vì em có thể chỉnh sửa được những thứ đấy. Cao thấp sao mà chỉnh sửa được em? Mập ốm thì còn có thể, chứ cao thấp là thua rồi, hôm nay đi kéo giò. Dạ đúng rồi, bây giờ thẩm mỹ. Ghê vậy hả? Có một mẫu hình lý tưởng nào không? Thế nhưng mà so sánh với các ngôi sao showbiz bây giờ thì em thích ST. ST? Dạ. Còn Betty anh, Betty. Mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Mẫu người lý tưởng của em thì thứ nhất là hiền đó chị. Biết ứng nhân xử thế với lại biết lễ phép với người lớn đó chị. Có điều gì em không thích ở người bạn nữ? Em không thích anh mang lộn thổm á chị. Nói năng thì kiểu như là mất lịch sự. Rồi hay chửi thề, đặc biệt là chửi thề là em ghét lắm luôn. Có chửi thề không em? Dạ không. Tắm ngày 1 tiếng hả? Dạ, em 2 lần tắm mới 1 tiếng á chị. Ra tóc, tai, quần áo mất bao lâu nữa? Dạ mỗi lần em ra đường là nói chung là em trau chuốt ngoại hình lắm. Tại với em ví dụ như mình có đẹp thì mình đang tôn trọng người nhìn mình, người đối diện người ta nhìn mình, nhìn vô người ta lịch sự á chị. Là nên mất bao lâu? Em ra đường em trau chuốt đồ cũng phải mất tầm trên 20 phút đó. 20 phút. May mà chưa có tô son trét phấn đâu. Nào muốn đám cưới? Em thì nếu cũng lớn tuổi chị nên tìm hiểu được thì tùy thuộc bạn gái ạ. Mình lấy thể, về lấy nhau về mình lập nghiệp, mình sao ở đâu, vợ chồng sao ở đâu? Em có nhà riêng rồi chị. Có nhà riêng rồi. Dạ. Vậy là không có làm dâu hả? Dạ không. Ba không, mẹ không ở riêng. Không phải làm dâu. Thôi được rồi, bây giờ chúng ta sẽ hỏi ý kiến người thân nha. Em đi với ai? Dạ em đi với chị bạn. Chị bạn rồi, dạ. Cho chị gặp bạn của em ha. Em xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường cùng toàn thể quý vị khán giả của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Em tên là Thùy Anh, hai chị em khá là thân thiết với nhau. Phương Anh thì có cá tính rất là mạnh mẽ, nhưng mà mạnh mẽ đây là do dòng đời xô đẩy thôi, ở trong cũng yếu đuối lắm. Chỉ có một cái là đúng là Phương Anh khó tính trong tình cảm. Hồi nãy ảnh có nói là tính ảnh rất là hiền. Thì em nghĩ một người phụ nữ mạnh mẽ, nếu như mà gặp được một người đàn ông hiền lành thì cũng là một cái điểm phù hợp. Em thấy anh dễ thương. Dễ thương mà. Dạ. Em trai đi với ai? Dạ em đi với dì với lại hai em ạ. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Dạ. Dạ em thấy cháu Ngọc này ở nhà thì cũng ngoan, cũng biết quan tâm mọi người xung quanh. Cháu gái bên này thì cũng thấy cũng có cá tính, cũng dễ thương. Rồi nói chung tại vì cháu Ngọc là nó không có mẹ, cho nên cháu gái bên này là biết nấu ăn rồi. Nói chung là như vậy là em cảm thấy rất là thích rồi. Hy vọng là cháu về với nhà của cô. Dạ. Rồi. Được rồi ha, bây giờ hai bên ủng hộ hết rồi. Bây giờ để cho hai bạn trực tiếp nói chuyện với nhau, rồi mình sẽ quyết định nha. Dạ. Mở rào. Dạ.
không tặng em. Dạ em cảm ơn. Em biết vì sao anh tặng em con heo không? Chắc là anh biết em thích heo. Ủa em thích heo à? Dạ. Hên quá. Tại vì anh tuổi con heo nên anh tặng em con heo. Nhiều khi anh muốn không có anh ở bên cạnh thì nó sẽ thay anh chăm sóc cho em. Nó có gắn điều khiển điện tử vào đây không anh? Nó là người gắn cả trái tim của anh vô trong đó luôn á. Dạ. Nếu mà mình hẹn hò thì buổi hẹn hò đầu tiên là em thích mình hẹn hò ở đâu? Em thích đi xem kịch. Đi xem kịch? Dạ, em thích xem kịch và xem phim, hoặc là đi chơi những cái chỗ nào mà nó thoáng mát, hoặc có những cái trò chơi vận động gì đó. Em không thích đi uống cà phê nhiều. Mỗi lần em đi ra ngoài em có make up nhiều không? Tức dạ là không. Tại vì em biết sao không? Anh muốn một người vợ thế này này. Ví dụ như ở nhà thì giống Oisin, mà khi ra đường phải giống như một bà hoàng vậy á. Mà lúc mà lên giường thì phải ngọt ngào, lãng mạn. Nhìn về phía bên tay trái hoặc nhìn phía bên trái. Cái vụ này hay rồi nha. Em muốn hỏi là tại vì tính của em nó hơi tăng động một chút xíu, nên là anh có thể cho em biết một vài những cái thói quen mà khác người hoặc là hơi biến thái của anh một chút xíu không? Thói quen khác người của anh hả? Dạ đúng rồi. Thì nhiều khi đang còn nói chuyện đồ chẳng hạn vậy, anh đùng cái anh hét toáng lên vậy á. Anh hát á. Mọi người đến em ca khúc là Nắm Lấy Tay Anh. Và anh cảm ơn cuộc đời này đã mang em về bên mình để rồi. Mỗi sớm mai khi thức dậy, anh nói rằng hãy yêu anh và bên anh người nhé. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với nhau một câu sẽ đi trọn đến cuối con đường. Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì em yêu ơi hai ta sẽ không xa rời. Rồi bạn nữ hát đáp lại luôn. Hơi rung chút xíu. Vậy thì em cũng sẽ hát tặng anh một đoạn ngắn nha, để cho anh bớt rung ha. Em hơi rung chút xíu. Cùng anh băng qua bao đại dương, cùng anh đi vượt ngàn con đường, phiêu lãng như áng mây trời, say ngắn giấc mơ qua và đời vẫn thế, vẫn mãi trôi. Tháng năm dài, mình có đôi. Nắm tay em chặt hơn đi, để chẳng muốn mất nhau, dẫu mãi về đâu. Nệm sau lưng anh mọi bộn bề, mọi lo lắng nhẹ như mây bay. Xít môi em chặt hơn đi. Hay lắm em. Hai đứa này vui rồi nha. Cái này chắc em nắm hoài luôn đó. Nắm luôn đi, nắm luôn. Anh ơi, phải thả ra, phải bấm luôn. Nắm luôn, hai đứa nói chuyện luôn, nắm luôn đi. Nhưng ba vấn đề anh đưa ra em có thấy mình làm được tất cả mọi thứ không? Hả? Ý anh nói lên giường ngọt ngào và lãng mạn ở đây là ví dụ như là lúc mà hai đứa lên giường đúng không? Thì em kể cho. Đang lấy ví dụ thôi. Ví dụ cứ nói thẳng đi. Nói đi. Thì em kể cho anh nghe một câu chuyện chẳng hạn đúng không? Em kêu anh hôm nay em đi đường em thấy cụ ông 35 tuổi dắt cụ bà 34 tuổi vào quán ngồi ăn kem. Em còn thấy là cụ ông dùng răng bắt chí cho cụ bà nữa chẳng hạn đồ vậy đó. Còn sao? Kể gì mà rối quá không hiểu gì. Chưa cái rõ. Cái ngọt ngào đó hơi lạ. Rồi bây giờ hai bạn nè, giây phút này quan trọng. Nói nói chứ nhiều khi người ta nói cười vậy mà chưa chắc người ta bấm nha em. Bây giờ mình phải nhìn thẳng vào mắt nhau. Mỗi người nói với nhau một câu thôi, ngắn gọn. Anh thì cũng thấy rung động. Này anh muốn nắm tay em đi hết quãng đời này. Anh hy vọng em cũng vậy. Em về sự rung động thì vẫn chưa, nhưng mà em cảm nhận được là mình có thể tìm hiểu thêm. Đó là cái em thấy là nó quan trọng hơn. Đây là một cô rất là quyết đoán. Là sao mà 34 tuổi đã chưa chọn ai? Không có vội vàng, đúng không em? Rồi. Từ từ, chậm mà hết chắc. Hết thời gian. Đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Nhớ ngọt ngào nha. Để tay nút bấm đi. Hãy suy nghĩ thật kỹ nha. 3 2 1 Hết thời gian. Em trai có bấm không? Dạ không. Không bấm. Sao vậy? Trời ơi. Nói chung em cũng có chút rung động, nhưng mà em nghĩ nó chưa đủ để em bấm. Đúng.
Em có thể nói cụ thể luôn để... Với lại em thấy bạn gái nói là bạn gái cũng chưa có rung động thì... phút đầu mà chưa... Hoàn toàn sai lầm. Có thể là do câu đó. Phải ơi. Dạ cũng buồn lúc đó nhưng mà suy nghĩ lại thì phải biết ơn, cảm ơn. Đúng rồi, dạ. Đúng rồi đó. Ông đó cũng gan ghê hả? Gan dễ sợ gan. Có con có con nhỏ vậy mà dám đi quen người ta. Thôi. Rồi, nói về tương lai nào. Nhà gái mong muốn có bạn trai như thế nào? Dạ, thưa chị là em mong muốn có bạn trai biết quan tâm, giúp đỡ mọi người, sống tình cảm. Trong công việc thì phải có chiếc cầu tiến, làm gì thì cũng lấy vợ con gia đình làm gốc. Dạ. Rồi không có hút thuốc, với lại là không có bị bụng phệ. Gì? Sao? Em không rõ. Người ta che rồi, làm gì có bụng bự. Ta sức khỏe đều người ta to con thôi, bụng không có bự. Chỉ có bụng tôi bự thôi, ok. Bụng bà đứng đó mới bự đó. Ừ, được chưa? Nói trời chứ không có bự nha. To con thôi. Người ta khỏe mạnh, không có bụng bự. Có thuốc không? Dạ, thỉnh thoảng. Bây giờ bỏ luôn được không? Bỏ được luôn. Được đúng không? Được. Đó, ngon lành. Rồi bây giờ nói cho chị Lan nghe, con muốn bạn gái như thế nào? Dạ, em muốn một bạn gái, trước nhất là phải là một người tốt. Người tốt là tức là... Hồi đó giờ chắc gặp người xấu không? Dạ, dạ không phải. Không phải là gặp người xấu không. Ý em là khi mà xác định vào trong một mối quan hệ thì mình phải nghiêm túc, không mập mờ. Đó là cái đầu tiên. Thứ hai là phải không có gian gian dữ mập mờ. Đúng rồi. Mà mập thiệt như chị Lan được không? Nói chị Lan đâu có mập đâu. Dạ. Chọc thôi chứ nó cũng đẹp mà. Vâng. Hơi dạ. Béo một tí thôi. Dạ. Lướt qua đi. Rồi sao nữa nè? Dạ, không có mập mờ. Dạ, thứ hai là khi mà đã tiến tới hôn nhân rồi thì phải có sự chung thủy. Rồi. Vâng. Nhất dạ. Đi 10 tháng. Dạ em chung thủy chắc. Ta cưới người khác cưới liền. Dạ con. Đúng rồi. Vâng. Gì nữa không? Dạ. Cũng không nên quá bướng bỉnh. Không nên có cái tính bướng bỉnh gọi là một cách gọi là vô lý. Em chịu được hả? Dạ không phải em chịu được. Tất nhiên là con gái thì có tính bướng bỉnh thì có, nhưng mà có mức độ thôi. Không nên làm quá cái gì. Chúng mình nói rõ vụ này với nhà gái. Chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan. Dạ. Và chào bạn nữ cùng chơi. Thì em xin giới thiệu, em tên là Ngô Vương Anh. Hiện tại đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Sinh năm 1991. Vương Anh làm gì? Dạ em làm sĩ quan tàu biển. Hả? Sĩ quan tàu biển. Sĩ quan tàu biển hả? Vâng. À, tức là tàu, ngày xưa người ta gọi là thủy thủ tàu diễn vương. Diễn dương, vâng. Diễn dương đó hả? Dạ đúng ạ. À. Dạ, đúng. Ừ. Sĩ quan tức là làm là, sếp hả? Dạ không phải sếp ạ, có nghĩa là em chỉ hơn cấp bậc thủy thủ một bậc thôi ạ. À, tức là sĩ quan là trên thủy thủ một bậc. Vâng. Sau đó chuyên môn mình là gì? Dạ chuyên môn của em là lái tàu từ cảng nhập đến cảng trả, từ cảng nước này đến cảng nước kia, đi vòng quanh thế giới luôn. Dạ đúng rồi, chính xác. Wow. Dạ. Em hiện nay đang ở đâu? Dạ em hiện tại em đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Em ở với ai? Dạ em ở với bố mẹ em ạ. Bố mẹ luôn. Dạ vâng. Gia đình có bao nhiêu người? Dạ gia đình em thì gồm có là em, bố mẹ em và em trai em đã có vợ rồi. Nó vẫn ở chung nhà? Vâng, ở chung nhà. Vậy bây giờ lấy vợ về tức là thêm một người ở chung nhà nữa? Dạ đúng rồi. À, dạ. Rồi, nhà ở quận mấy? Dạ nhà em quận Bình Thạnh. Dạ vâng. Lý lịch trích ngang nhà trai vậy đó nhà gái, nghe rõ chưa? Dạ nghe rồi ạ. Sĩ quan tàu biển nha. Mời nhà gái hãy nghe lý lịch trích ngang của nhà... Mời nhà trai nghe lý lịch trích ngang của nhà gái ạ. Dạ em chào chị Ngọc Lan. Dạ con chào chú Quyền Linh ạ. Chào anh bên kia ạ. Dạ em xin giới thiệu, em tên là Nguyễn Thị Thu Thảo. Em sinh năm 1993. Hiện tại thì em là dược sĩ và là giám đốc phát triển của công ty Khánh Nam Edu. Công wow. ty em thì chuyên về sinh chắc vân tay và nhân số học. Yeah. Lý lịch cũng không kém bên đây á nha. Thiệt là môn đăng hộ đối à. Làm việc và sinh sống ở đâu? Dạ em đang sống và làm việc ở quận 7. Quận 7? Dạ. Rồi đó, nhà gái của chúng tôi nhỏ hơn nhà trai bên kia 2 tuổi đó. Vậy là hợp lý lắm luôn á. Hợp lý quá trời. Bên luôn. Kia dược sĩ ha, bán thuốc, bào chế thuốc. Bên đây người ta đi tàu biển. Nhưng mà đi tàu biển đi lâu không? Dạ, thực sự ra thì em đi cũng khá lâu nhưng mà em nghĩ cũng sẽ khá lâu ạ. Không, một chuyến đi thì bao lâu? Dạ nếu một chuyến đi như vậy theo hợp đồng thì khoảng tầm 10 tháng. Ô trời ơi. Cái đó em chia sẻ thật công việc của em. Rồi lấy vợ về cứ năm đi 10 tháng 10 tháng vậy hả? Vâng, nhưng mà em sẽ nghỉ lâu để chăm sóc cho gia đình mình. Nhưng mà em cũng chỉ duy trì công việc này trong vòng 5 năm thôi. Sau rồi em sẽ tìm một cái việc phù hợp trên bờ. À. Để em sẽ lo cho gia đình mình một cách chu đáo hơn. Tại vì là trời, quá trời hay luôn. Dạ, dạ. Tôi nghe năm thôi bỏ đi 10 tháng tôi thấy hơi lo, nhưng mà sau đó là có kế hoạch đàng hoàng. Dạ đúng rồi. Nhà trai tôi rõ ràng. Chào nhà gái. Ồ. Ê, bên nhà gái sao nè?
Nhà gái là vừa về dược sĩ nè, rồi vừa về sinh trắc vân tay nữa đó. Đa tài lắm. Tôi nhìn qua là tôi thấy chịu rồi. Vấn đề giờ là ưu điểm, khuyết điểm nhà gái gì, kể cho nhà trai nghe chút đi. À, dạ, tôi chú là ưu điểm của con thì con biết lắng nghe, con vui vẻ hòa đồng. Dạ, con biết nấu ăn, biết chăm sóc gia đình, chăm sóc mọi người. Vậy giỏi rồi. Điểm gì không? Dạ có, là con có khuyết điểm là con cũng cả nể, với lại con yêu cầu bản thân cao, cho nên nhiều khi con cũng không có tự tin lắm. Dạ. Vậy mà không tự tin gì, vậy là giỏi rồi. Dạ. Ưu điểm, khuyết điểm gì mình nói với bên kia nghe rồi. Dạ vâng, thì em xin chia sẻ thật là ưu điểm của em thì gọi là mình cũng rất là tự tin trong mọi vấn đề. Tại vì có tự tin thì mình mới làm được việc. Cái thứ hai nữa là mình cũng rất là hòa đồng, vui tính, vui vẻ. Thì cái nhược điểm của em đó là hơi nóng tính. Vâng, hơi nóng tính. Nóng dữ không? Dạ, bây giờ thì sau thời gian em trải qua công việc với trải qua nhiều biến cố, em cũng giảm bớt nhiều. Giảm nhiều không? 50% trở lên không? Dạ, hồi đó thì em nóng tính khoảng tầm 75%, bây giờ em giảm xuống còn 25% thôi. Được, vậy dạ. Được á. Dạ vâng. Nói nghe nè, dạ. Đi tàu biển vậy có rủ vợ lên tàu chơi được không? Dạ, nếu mà tàu em về Việt Nam thì em sẵn sàng dẫn vợ con em lên tàu. Lên tàu được đúng không? Dạ được. Còn nếu mà không có thể cho vợ con đi chung được hả? Đi chung thì khó lắm anh. Khó đúng không? Đó là quy định đúng không? Dạ, quy định của ngành của em. Chứ phải tưởng đâu là có vợ con rồi thì cho vợ con đi du lịch bằng tàu biển cũng được đúng không? Dạ, dạ. Rồi nói cho rõ để nhà gái người ta hiểu. Dạ, vâng, vâng. Rồi bây giờ ta trai hơi nóng tính thôi, nhưng mà thật ra giờ hết rồi. Để tôi qua tôi ngó ông sĩ quan rồi. Trời ơi, sĩ quan ta. Dạ, em chào chị Ngọc Lan. Dạ, chào sĩ quan. Dạ, dạ, vâng, vâng. Bỏ tay bên này chứ. Dạ, chào chị. Trời ơi, dễ thương quá à. Dạ. Mặt mày dễ thương, bà dạ. To con. Có dạ. Pháp, tướng sĩ quan đi tàu mà. Dạ. À, không sai sống thử đi tàu để biết, những người đi tàu như bên nhà trai tôi là khỏe mạnh lắm. Dạ vâng, tại vì là trước khi mà tụi em nhập tàu thì bao giờ cũng kiểm tra sức khỏe rất là nghiêm ngặt. Cũng bao giờ sẽ có một đợt kiểm tra sức khỏe. Vậy đó hả? Vâng, nghiêm ngặt cực kỳ luôn. Bảo đảm an toàn cho toàn bộ thuyền viên. Rồi giờ sĩ quan đi tàu suốt ngày vậy rồi làm sao có bạn gái đây? Dạ thì đó lý do em mới lên chương trình này đó chị. Dạ, nào giờ có bạn gái chưa? Dạ thực sự ra thì em cũng có trải qua nhiều mối tình rồi, lúc mà thời còn em còn ở trên bờ, còn ở lúc là sinh viên. Lúc em là sinh viên đại học. Xong giờ, rồi giờ xuống ra xa bờ rồi không có nhiều. Dạ vâng đúng rồi, cũng khó. Có mối tình nào sâu đậm không? Dạ thì em cũng chia sẻ thật là em có hai mối tình sâu đậm gần đây. Mấy năm? Dạ một mối tình 1 năm và một mối tình 2 năm. Sâu đậm mức gần cưới chưa? Dạ thực sự cũng suýt soát ạ. Nhưng mà sao chia tay? Dạ chia tay vì lý do công việc của em đó. Vâng, cái chuyện này hết sức là quan trọng luôn. Dạ, cái chuyện này thật ra phải tính. Chứ nếu như nãy là anh hỏi là đó đi 10 tháng thì không ai chịu nổi đâu. Dạ. Phải thật sự yêu nhau, tin nhau nữa thì mà mới chờ đợi. Đi biển thì lại khó có sóng điện thoại, khó liên lạc. Dạ thì thực sự thì tàu em cũng có gọi là trang thiết bị sóng vệ tinh, có thể liên lạc, nhắn tin được các thứ, nhưng mà gọi coi hình không được. Coi hình thì hơi khó. Dạ, mà có thể chụp ảnh rồi gửi qua thì được. Dạ. Rồi đó, nhà gái nghe rồi. Dễ thương quá. Nhà gái cũng gọi là hiểu được công việc của nhà trai ha. Dạ. Mình mấy mối tình này? Dạ thưa chú là con có 2 mối tình. Cũng giống bên đây. Dạ. Mối mấy năm? Dạ mối tình đầu của con là 3 năm. Mối tình thứ hai thì khoảng 6 tháng. Trời ơi. Mối tình nhanh chóng quá ha. 6 tháng sáng tháo luôn á. 2 năm sao chia tay vậy? Dạ lúc đó thì con mới lên Sài Gòn đi học. Con quen anh đó cũng được 3 năm thì con phát hiện là anh có gia đình ở dưới quê, con được 3 tuổi rồi, nên là con chia tay. Trời ơi trời. Không chia tay mới lạ đó. Thôi chia tay buồn bã không? Nghĩ khỏe. Dạ cũng buồn lúc đó, nhưng mà suy nghĩ lại thì phải biết ơn, cảm ơn. Đúng rồi, dạ. Đúng rồi đó. Ông đó cũng gan ghê hả? Gan, dễ sợ gan. Có đứa con nhỏ vậy mà dám đi quen người ta. Thôi. Rồi, nói về tương lai nào. Nhà gái mong muốn có bạn trai như thế nào? Dạ thưa chị, là em mong muốn có bạn trai biết quan tâm giúp đỡ mọi người, sống tình cảm. Trong công việc thì phải có chí cầu tiến, làm gì thì cũng lấy vợ con gia đình làm gốc. Dạ rồi không có hút thuốc, với lại không có bị bụng phệ. Gì à, sao em không rõ. Người ta che rồi, làm gì có bụng bự.
ta sức khỏe đều người ta to con thôi, bụng không có bự. Chỉ có bụng tôi bự thôi, ok. Bụng bà đứng đó mới bự đó. Ừ, được chưa? Nói trời chứ không có bự nha. To con thôi. Người ta khỏe, mạnh, không có bụng bự. Có thuốc không? Dạ, thỉnh thoảng. Bây giờ bỏ luôn được không? Bỏ được luôn. Được đúng không? Được đó, rồi. Ngon lành. Rồi. Rồi, bây giờ nói cho chị Lan nghe, còn muốn bạn gái như thế nào? Dạ, em muốn một bạn gái trước nhất là phải là một người tốt. Người tốt là tức là... Đó giờ chắc mình gặp người xấu không? Dạ, dạ không phải. Không phải, không phải là gặp người xấu không. Ý em là khi mà xác định vào trong một mối quan hệ thì mình phải nghiêm túc, không mập mờ. Ừ. Đó là cái đầu tiên. Thứ hai là phải... Không có gian gian, díu díu, mập mờ. Đúng rồi. Mà mập thiệt như chị Lan được không? Nói chứ Lan đâu có mập đâu. Dạ. Chọc thôi chứ nó cũng đẹp mà. Dạ, vâng. Hơi béo một tí thôi. Dạ. Mình lướt qua đi. Rồi sao nữa nè? Dạ, không hai, có mập mờ. Dạ, thứ hai là khi mà đã tiến tới hôn nhân rồi thì phải có sự chung thủy. Rồi. Vâng. Nhân đi 10 tháng về em chung thủy chắc. Ta cưới người khác cưới liền. Về ẵm con. Đúng rồi. Vâng. Gì nữa không? Cũng không nên quá bướng bỉnh. Không nên có cái tính bướng bỉnh gọi là một cách gọi là vô lý. Em chịu cũng được hả? Dạ không phải, không phải em chịu. Tất nhiên là con gái thì có tính bướng bỉnh thì có, nhưng mà có mức độ thôi, không nên làm quá cái gì. Chúng mình nói rõ vụ này với nhà gái luôn. Ví dụ từng trường hợp cụ thể. Đúng rồi. Nói rõ luôn. Mình nói rõ quan điểm cho nhau luôn nha. Dạ vâng. Ừ. Cái gì nữa không? Em nghĩ là hết rồi. Hết rồi đúng không? Dạ vâng. Thôi chúc cặp nhớ gì nói luôn. Rồi, ok. Hôm nay đi em nhà. Đi với ai? Dạ em đi với em trai của em và hai người bạn thân của em ở có trong trường quay. Em ruột ha. Dạ em ruột ạ. Rồi, em ruột nhỏ con trai. Ừ, có nhiều ông anh ăn hết vậy. Ai cũng nói vậy chị ạ. Sao em trai? Dạ. Em cứ ngồi đi em. Dạ. Trước tiên em xin gửi lời chào tới chú Huyền Linh và chị Ngọc Lan cùng toàn thể mọi người tham gia trong chương trình này. Dạ. Em tên là Ngô Thế Hưng, em là em ruột của anh Vương. Dạ. Hiện tại em cũng sinh năm 93. Dạ. Em có gia đình và có con 4 tuổi rồi. Trời ơi. Dạ. Thì mà ông anh nó chưa có đó. Dạ. Thì, bố em cũng là một thủy thủ giống như anh trai của em. À. Dạ. Và mẹ em phải nói là một người phụ nữ vàng. Tại vì bố em một khi đã xách vali đi là chỉ có mẹ em chăm sóc tụi em thôi. Dạ. Đấy. Thì khi đến chương trình này em cũng chỉ mong là anh trai của mình sẽ tìm được một người gọi là như mong muốn của anh trai. Và cái chị dâu tương lai của em cứ hãy yên tâm và tự tin. Em sẽ là người hỗ trợ hết sức trong công việc của anh và chị, kể cả vấn đề con cái, tại vì em là một người kinh doanh tự do, em có thời gian. Yeah. Wow. Trời ơi. Muốn gì nữa? Ừ. Tôi thông báo là bữa nay mà cô mà không bấm là người ta nhào đó kìa, nhỏ kia giơ tay sẵn rồi kìa. Đó. Quá trời. Khoan khoan em trai, em thấy chị dâu tương lai sao nè? Dạ. Về vấn đề chị dâu ấy thì là anh trai em sẽ là quyết định. Dạ cái này em xin lỗi chị, em không thể. Nhưng nãy giờ em nói em quánh giá chút xíu. Em thấy cảm sao? Nhận như thế nào? Dạ trước tiên về cảm giác đầu tiên thì thực sự em thấy chị là chị giới thiệu về bản thân của mình, chị là một người rất là phóc thức, đó em cảm thấy rất là quý trọng. Vì những người bạn gái cũ của anh trai em nói thực sự người ta cũng không phải là tốt, cũng không phải là xấu. Bình bình thôi chị. Yeah. Mà chị cứ yên tâm, chỉ cần chị tốt với anh trai em thì em sẵn sàng cả cuộc đời này của em sẽ tốt với chị. Tại chị nó sinh năm 81. Tại chị nó sinh năm 85 mà. Tại chị nó sinh năm 81 chứ đừng có 91 là tôi hốt liền. Má làm mai mối bằng cái đời hốt người ta không. Không ai như bà ngon mà. Rồi. Không ai như bà mối này chứ. Thiệt, tôi cảnh báo. Rớt rồi xuống đó. Giống như mít rụng vậy. Rớt cái bịch gì đó mà đòi đi. Nhẹ nhàng nhất có thể rồi. Ừ. Thôi, vậy là thấy ổn rồi ha. Nhà gái đi với ai? Dạ, con đi với em gái. Em ruột hả? Dạ không. Mấy đứa em gái này hết luôn hả? Dạ. Nguyên nhóm vậy luôn hả?
Hèn chi nãy giờ nó ngồi nó nhìn tôi. Đồng nghiệp chung công ty. Rồi, đại diện ý kiến nào? Dạ, lời đầu tiên thì cho con xin chào chú Thành Linh và chị Ngọc Lan. Thì con tên là Kiều Anh, con đang là em gái đồng nghiệp và rất là thân thiết với chị Thảo. Dạ, con sinh năm 95. Thì đối với chị Thảo là một người đồng nghiệp thân thiết thì chị là một người rất là lắng nghe, rất biết chăm sóc người khác. Và đồng thời thì mà công ty con là làm về tâm lý, cho nên chị Thảo rất là biết là tâm lý của người đối phương, người đối diện đang giao tiếp là như thế nào. Cho nên và cũng rất là hiểu được là mỗi người sẽ có mỗi công việc khác nhau, cho nên tính chất công việc thì nó sẽ không có phải là một cái vấn đề ảnh hưởng gì. Chỉ cần là cái người bạn đối phương họ có thể giữ được cho mình là đạo đức trí tuệ và nghị lực thì dĩ nhiên là chị con cũng sẽ rất là đạo đức trí tuệ. Mấy người tâm lý nói chuyện hay lắm. Nói chuyện cuốn theo không có nói được tiếng nào luôn. Mình mở rào đi. Mở rào thôi. Mở rào. Trời ơi. Chàng sĩ quan. Chuyện còn lại là của em đó. Dạ vâng. Anh có chút quà tặng cho em. Dạ em. Đây là nước hoa anh xin tặng em. Dạ. Nhìn bó hoa ấn tượng dễ sợ luôn. Dạ hôm nay là ngày đầu tiên mình gặp thì em cũng có món quà tặng cho anh. Anh cảm ơn em. Bạn đứng kế bên chút xíu coi. Dạ dạ. Coi ví dụ thần số học gì đó. Đâu em coi em gái. Coi dạ. Coi hỏi sơ sơ nhìn ảnh coi về tâm lý thần số học gì đó coi là sao. Là thần số học chứ người ta đâu có coi tướng. Thì dạ, coi hỏi số mấy gì đó, số 9 hay số 1, số 2, số 3 gì đó. Dạ, cái này chuyên môn của con hay con làm được? Đâu, con làm thử thôi. Nhưng mà bây giờ có thằng số học thì anh cho em hỏi về ngày tháng năm sinh của anh. Hai người quay mặt lại. Thì anh sinh ngày 1 tháng 8, 1991. 1 tháng 8, 1991. Số mấy? Dạ. Bây giờ nói về những cái mà người ta có thể nhìn thấy và anh trước, và anh cảm nhận với anh trước. Ngày sinh là... thần số học hay là mình nghe nhân số học thì nó là năng lượng con số tác động lên mình. Okay. Duy chỉ có con số ngày sinh của mình là con số vừa thể hiện năng lực của mình nữa. Số ngày sinh còn là số tính cách. Thì hiện tại của anh đang là tính cách số 1. Ngày sinh là ngày 1. Dạ. Thì mọi người nhìn vào sẽ nhìn thấy anh là người có trách nhiệm, có tính tự lập. Dạ. Và luôn sẵn sàng tiên phong đi đầu trong mọi việc. Anh có cảm nhận được cái điều đó mình không? Thì thực sự ra thì hai cái đầu tiên thì đúng với con người của anh. Yeah. Nhưng mà cái tiên phong thì thực sự ra mà nói thì anh cũng chưa đủ tự tin, nhưng mà anh sẽ cố gắng làm được cái điều số 3 một cách tốt nhất có thể. Yeah. Thì trong mọi cái việc tới với anh thì anh thường nên sẽ là người luôn có chính kiến, đi có cái hướng đi cho mình, đúng không? Đúng rồi, tại vì anh sống rất có kế hoạch. Trước nhất là mình phải có kế hoạch thì mình mới duy trì được tất cả mọi thứ, kể cả về vấn đề tình duyên hoặc là vấn đề về gia đình này nọ, cái gì cũng phải có kế hoạch hết. Yeah. Thì lúc đó mình sẽ bàn luận với nhau, mình cảm thấy hợp lý, ok mình cứ theo kế hoạch đó mình làm. Còn khi nói trong vấn đề phát sinh các thứ thì mình lại ngồi với nhau nữa. Yeah. Ngồi với nhau và mình lại đưa ra ý kiến thì mọi chuyện nó sẽ giảm thiểu đi rất là nhiều. Rồi bây giờ mình ngồi xuống đi, ngồi với nhau đi ha. Yeah. Ngồi với nhau nói chuyện thoải mái nào. Lần đầu tiên ta gặp mặt nhau đó, cảm nhận mỗi bên thế nào? Tóm lại thì anh thấy em theo cảm nhận của anh thì em rất là hiền và dịu dàng, đó là cái gu đầu tiên của anh, cái gu đầu tiên của anh mà anh cảm nhận về em. anh tin em sẽ hiểu được những cái gọi là công việc của anh. Thực sự công việc của anh nó cũng rất là vất vả, em cũng hiểu mà. Rất là vất vả, anh tin em sẽ đồng cảm được cái công việc của anh và biết chia sẻ cho anh. Dạ, thì em qua cái em gặp anh thì em cũng cảm nhận được anh là một người rất là có chính kiến và có quyết tâm trong công việc. Nhưng mà cho em nói, em dựa vào cái nghề của em, em dựa vào những thông tin của anh thì cho em hỏi thêm là tại vì trong ngày sinh của anh á, thì cũng có 199, có 2 số 9. Thì đó là anh cũng có những cái lý tưởng lớn, cái hoài bão của ước mơ. Có thể là hiện tại anh đã thực hiện rồi hoặc chưa thực hiện được, nhưng mà nó lại thiếu số 5. Thì có phải là anh trong cuộc sống hàng ngày á, anh có dễ dàng chia sẻ với mọi người không? Anh có người để mà mình đồng cảm với anh không hiện tại? Thì anh chia sẻ thật là
để mà chia sẻ được, trước nhất người đó phải quan tâm tới anh thật, tại vì là tính anh gọi là, nếu anh cũng rất quan tâm tới bạn gái, cũng rất là gọi là tìm được một cái sự tinh tế, coi như là làm sao để mọi thứ tốt nhất khi mà đến với người bạn gái đó. Nhưng mà cái tính của anh nó lại ương ngạnh ở chỗ là mình gặp vấn đề khó khăn gì đó, bao giờ mình cũng tự giải quyết một mình, không thể gọi là chia sẻ cùng ai. Thì anh muốn là người bạn gái quan tâm tới anh một chút, quan tâm có thể là qua từng khuôn mặt của anh như thế nào, hoặc là cái cách nói chuyện nhắn tin của anh nó sao đó, nó cảm thấy không ổn thì nó cái tính của anh nó vậy. Thì em cũng hiểu. Thì thật ra là ai cũng cần cái người đồng hành và chia sẻ hết á. Đúng rồi. Thì may mắn là em cũng là người biết lắng nghe nên em nghĩ là em có thể chia sẻ qua được. Ok. Thế tốt quá rồi. Rồi, mình nói về việc kết hôn đi. Khoảng bao lâu? Dạ. Và sau khi kết hôn thì mình định hướng luôn, mình ở đâu, làm gì đó. Thực sự ra thì anh dự định kết hôn của anh thì anh muốn mọi chuyện phải thực sự chắc chắn và nghiêm túc, không mập mờ. Đó tại vì anh thực sự ra mà nói không anh không nói sâu vấn đề đó nữa, thì thời gian thì anh muốn là 1 năm để anh em mình gọi là tìm hiểu nhau thật là kỹ, chia sẻ thật kỹ rồi sau đó tiến tới hôn nhân. Thì anh vừa nói là anh dành thời gian hiện tại để mà anh tìm gia đình, lo gia đình. Vậy thì cái thời gian mà anh dành hiện tại là bao lâu? Thì anh sẽ dành toàn thời gian để tiến tới chuyện hôn nhân. Xong xuôi anh sẽ trở lại với công việc của anh. Trở lại với công việc của anh thì sau khi mà anh hoàn thành công việc của anh xong, anh về thì tụi em muốn anh nghỉ bao nhiêu thì anh nghỉ bấy nhiêu. Vừa nãy thì em có nghe anh nói là anh làm cái nghề này 5 năm thôi. Anh sẽ làm chọn nghề khác trên bờ. Thì không biết là hiện tại anh làm được bao nhiêu năm rồi? Hiện tại anh lên trên biển có được 6 năm. Này, tức là anh lại sẽ làm thêm 5 năm nữa hả? Đúng rồi, làm thêm 5 năm nữa để anh ổn định cái kinh tế của anh, kinh tế gia đình anh, cho nó thực sự ổn định, thực sự chắc chắn. Thì anh mới có thể gọi là chuyển ra một cái công việc mới, một cái môi trường mới. Tại vì anh muốn mọi thứ phải chắc chắn và phải an toàn. Đó là tính cách của anh. Thì nếu mà mình có duyên có thể đến được với nhau thì là vẫn sẽ sống chung với lại ba má và lại nhiều anh. Thì thực sự ra thì ba má anh rất là dễ thương. Thật, anh nói thật, đây em trai anh. Em cũng biết, em tiếp xúc rồi em cũng hiểu là em trai anh dễ chịu, rất là dễ chịu luôn. Ba mẹ anh cũng thế, dễ chịu. Chỉ cần là em đừng có lớn tiếng là được. Có gì cứ nói hết cho anh. Có gì cứ nói hết cho anh là được. Anh không muốn gọi là bố mẹ anh phiền lòng vì chuyện của anh. Tức là có gì bức xúc em cứ nói thẳng trực tiếp với anh. Anh sẽ tự giải quyết. Vậy thôi. Rồi. Bây giờ em trai tiến tới gần em gái. Đối diện. Mình nắm hai tay mình nhìn nhau. Về mặt kinh tế, nếu chúng ta về chung một nhà, về mặt kinh tế như thế nào? Về mặt gọi là giúp nhau trong nhà, ai làm gì có phân công hay không? Rồi quan điểm về sinh con trai hay là con gái? ABCD nói hết cho nhau nghe đi. Thật sự ra thì lần đầu anh gặp mặt em á, anh cảm thấy có một chút rung động. Mặc dù nó không có nhiều. Mặc dù nó không có nhiều, nhưng mà đó là cảm xúc thật của anh. Anh cảm thấy rung động. Thì sau anh muốn là sau khi thời gian mình tìm hiểu, anh còn phải hiểu cảm xúc của em nữa. Thì lúc đó mình mới tiến tới chuyện lâu dài sau này. Tại vì em phải có cảm xúc. Trong chuyện hôn nhân phải có cảm xúc. Thì mình mới lâu dài được. Có được tình thương, có được gọi là sự chia sẻ, thì cỡ nào mình cũng vượt qua được hết. Và nếu lấy nhau thì mình ở đâu làm dâu phải không đó? Em về vấn đề làm dâu thì em không cần phải lo, không cần phải lo bất cứ vấn đề gì cả. Tại vì anh ở nhà anh có tiếng nói và anh có trọng lực. Có trọng lượng luôn. Ừ. Vừa trọng lực vừa trọng lượng luôn á. Vâng.
Thì có gì em cứ chia sẻ thẳng thắn với anh. Yeah. Anh sẽ gọi là giải quyết. Về con cái sao em muốn muốn trai gái gì nói luôn, quan điểm của mình. Và con cái thì anh rất thích con gái. Thật sự. Anh không phải là không thích con trai, nhưng mà con gái nó dịu dàng hơn em. Muốn hai đứa không? Dạ bao nhiêu đứa cũng được anh. Hai đứa dễ thương lắm em. Dạ. Nhà ai có hai đứa con gái là dễ thương lắm. Rồi ngược lại, em gái mong muốn gì nói với chàng trai đi. À, dạ thì tại vì thật ra em cũng tự thấy mình thì biết cách chăm sóc người khác, cách lắng nghe, nhưng mà ai cũng sẽ có những cái lúc mà nó bị over cảm xúc á. Thì đôi khi em cũng như vậy, và em cũng không phải hoàn toàn khéo. À, nếu mà ở chung một nhà nhiều thế hệ, tự nhiên em sẽ cố gắng. À, em cũng sẽ cần một cái sự đồng cảm, tại vì anh sẽ đi xa và anh sẽ đi lâu nữa. Dạ đó là một điều rất là quan trọng. Dạ về con cái thì thật ra em cũng thích con gái, tại vì con gái thì mình có thể làm điều cho nó được. Thì em cứ yên tâm vấn đề đó, tại thực sự ra thì anh cũng trải qua rất là nhiều chuyện về chuyện tình cảm rồi. Anh trải qua anh cũng hiểu được là con gái tụi em cũng nhiều khi anh đi xa vậy, anh thấy con gái cũng rất dễ bị tủi thân, cho nên là anh sẽ hiểu vấn đề đó. Anh sẽ trợ giúp cho em hết mình. Rồi bây giờ hai bạn chia sẻ là nếu như hai bạn lấy nhau, cưới nhau về rồi, cái câu chuyện mà hỗ trợ nhau trong cái việc giúp đỡ gia đình, con cái rồi này nọ, thì nhà trai, nhà gái có mong muốn nhà trai giúp đỡ mình cái gì hay không trong cái câu chuyện nhà cửa đó, con cái, trách nhiệm một người đàn ông gia đình đó. Mình mong muốn người đàn ông gia đình phải làm cái gì, chồng là gì, em muốn sao, còn em nói được lại gì? Dạ thì em mong muốn là nếu mà mình có thể đến với nhau á, thì người đàn ông của em, người chồng của em phải biết chăm lo gia đình. Tức là công việc ai cũng sẽ có công việc hết, và ngoài trừ lo sự nghiệp thì mình cũng còn phải lo cho gia đình. Thì về chăm sóc con cái rồi việc nhà thì mình cùng nhau làm. Đúng. Để chia sẻ và san sẻ với nhau, tại hiện tại là việc của em cũng nhiều, em cũng có nhiều thời gian. Nhưng mà khi có gia đình thì mình sẽ dành thời gian, và mỗi người đều phải dành thời gian vào việc đó để vun vén. Em thì anh nói thật với em thì em cứ yên tâm vấn đề đi, tại vì là anh làm việc nhà rất giỏi, anh tự tin luôn, và lại là có em trai và em dâu anh hỗ trợ em hết rồi. Em cứ việc thoải mái đi em, không vấn đề gì cả. Rồi ngược lại, em có mong muốn người vợ mình làm gì trong gia đình? Dạ em muốn người vợ của anh thì trong, nói với bạn gái á, cho trong nhà anh thì anh là trưởng, thì anh muốn em là phải gọi là làm sao để cho em út của anh và mọi người phải gọi là nể và thương em, tại vì anh là con trưởng, anh có trách nhiệm rất cao trong nhà, cho nên là anh muốn là em cứ đừng gọi là đừng lớn tiếng với bố mẹ anh là được. Cái đó là làm như người ta lớn tiếng lắm, cứ nhắc hoài câu đó. Lẽ tôi hỏi bộ bạn gái trước lớn tiếng lắm hay gì, nãy giờ nó cứ nhắc đi nhắc lại chuyện này hoài luôn á. Trong nhà chắc có ai lớn tiếng lắm. Anh nói sợ cái lớn tiếng sao? Vâng, tại vì anh không muốn là chuyện của mình anh phải là người đứng giữa. Có gì cứ chia sẻ thẳng thắn với anh, chỉ phí anh thôi. Rồi anh sẽ giải quyết. Đúng không? Đúng rồi. Hát cho nhau nghe nào. Bạn hải đảo biển đảo gì đó, tại gì đó, nếu biển không có sóng gì đó, thuyền vào biển. Em xin hát tặng bạn gái bài đã lỡ yêu em rồi của Justa T. Justa T. Vì đã lỡ yêu em rồi, chẳng dám hứa xa xôi, cứ nhắm mắt là phía mai lớp. Dù nắng hay mưa thì vẫn có anh ở đây mà, chẳng phải kiếm đâu xa, cứ nhắm mắt lại tình duyên chúng ta. Anh cũng quên, anh quên lời rồi. Người thì lớn mà hát thì nhỏ. Rồi nhà gái hát mạnh dạn lên chứ. Thật to. Em hát quên lời anh ạ. Cô dược sĩ nào? Dạ con hát câu đầu của bài Phải Làm Cô Gái Bến Tre. Quê con ở Bến Tre. Vì nhìn ảnh mà hát kìa. Nhìn không hát được. Không, cứ nhìn ảnh đó, rồi từ từ sẽ hát được thôi.
Con nhìn chú đây, cô chú chọc con cười con hết hát luôn á. Nhìn ảnh á. Nắm tay, vẫn nắm tay đừng buông nào. Phải lòng cô gái Bến Tre nào. Bầu sáng pha rạch miếu, qua lẻo đẻo theo sao. Đội bóng trăng trên đầu, hương như áo cô dâu. Áo bầu đo cánh kiến, da bầu hồng lộng quá. Mắt ngời xanh nước biển, tim bầu hồng lộng quá. Thôi khỏi luôn đi. Hay quá, hay quá. Hay qua đoạn này luôn đi. Hát mà bạn nó ngồi với ngồi cười luôn trời. Thôi bây giờ nè. Dạ. Hai bạn về ghế ngồi đi. Dạ vâng. Chúng ta định thần lại. Nhắm mắt lại. Kiểm tra lại con tim của mình. Kiểm tra lại câu chuyện nãy giờ. Xem đây có phải là một nửa của mình hay không. Bên nhà trai tôi là có cảm xúc rồi, có rung động rồi. Còn nhà gái sao không biết. Chúng ta phải quyết định bằng cả trái tim của mình. Mời hai bạn để tay vào nút bấm. Đó, tay bên đây nè. Chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm của mình. Có trách nhiệm và quyết định của mình các bạn nha. Chuẩn bị. 1 2 3 Chúc mừng. Dạ. Đã bấm một lượt luôn. Chính thức các bạn hẹn hò với nhau. Nắm tay nhau đi nào. Không thể thiếu một nụ hôn. Anh thật lòng mình đúng. Ôi, dạ dạ. Dạ ơn. Anh xin phép em cho anh hôn em miếng. Hôn miếng hả? Không mà có một miếng thôi hả? Ủa thế thôi chứ. Không phải nhiều miếng. Cho anh cưng cái.